trong tháng đầu. Hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy. Sang tháng thứ 2, tổ 1 vượt mức là 15%, tổ 2 vượt mức là 20%, tổ 1 vượt mức là 15%, còn tổ 2 là vượt mức là 20%. Sau đó cuối tháng 2, tổ sản xuất được là 945 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? Bài toán này thuộc bài toán năng suất. Bài số 3. Suy nghĩ, đầu tiên chúng ta phải gọi cái gì? Phân tích đầu bài và gọi cái gì? Ẩn là cái gì đã? Nhớ bài toán này phải cách điều kiện nhá. Điều kiện bây giờ không phải chỉ lớn hơn không đâu. Chi tiết máy nó không thể nhỏ ở chi tiết máy đâu. Hẳn một cái chi tiết máy nó phải là số tự nhiên khác không. Trong tháng đầu 2, tổ sản xuất được 800 chi tiết máy. Sang tháng 2, tổ 1 vượt mức là 15%. Tổ 2 vượt mức là 20%. Sau đó, cuối tháng, 2 tổ sản xuất được là 945 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? Vượt mức 15%, tức là giả sử tháng 1 là 100% thì tháng 2 sẽ là 100% cộng với 15% thì sẽ ra được là 115%. Tương tự như thế, tổ 2 vượt mức 20% thì sẽ là 120%. Vậy thì bài toán này hỏi cái gì chúng ta gọi cái đấy? Gọi. Hỏi cái gì nè? Trong tháng đầu tổ 1 mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? Vậy gọi là số chi tiết máy trong tháng đầu tổ 1 và tổ 2 làm được lần lượt là nhá, chúng ta phải viết rõ như thế, là x y, và nhớ là x y thuộc n sao, phải khác không? Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy nên ta có phương trình. Đấy, cái dòng thứ nhất là trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy nên là ta có phương trình. Phương trình ở đây chính là x này cộng với y là bằng 800. Tiếp tục, ở đây chúng ta chỉ mắc ở cái là vượt mức 15%, tức là phải lấy 100% cộng thêm 15% nữa là 115%, và tổ 2 là phải là 120%. Thì lúc này là chúng ta đưa cả một cái đoạn, đó là tháng thứ 2 tổ 1 vượt mức 15%, tổ 2 vượt mức 20%. Do đó cuối tháng 2 tổ sản xuất được 945 chi tiết máy nên là ta có phương trình viết cả một cái đoạn dài như thế. Cho đến 945 chi tiết máy. Vậy thì ta có phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai đó là 115% x
cộng với 120% nhân y thì bằng 945. Từ 1 và 2, đây là 1 này, đây là 2. Từ 1 và 2 ta giải được phương trình ra. Sẽ tìm ra được. Đấy, nhớ là em bài là toán. Âm. Ơi. Là âm. Là âm là sao được? 115% tức là bằng 1,15. 120% là 1,2. Ba trăm năm trăm. Anh nhé. 300 ba trăm năm trăm. Đúng rồi. Anh bấm máy hay giải nhanh thế? Đang bấm máy hả? Vâng, lười lắm. Ok, đúng rồi. Học hình không cô? Hình á, hình buổi sau đi. Hôm nay cô đang chữa hết hình xong là cô lại chụp hình xong rồi cô gửi các em phải xem trước. Thì cô giảng nó mới dễ được, nhớ chưa? Vâng. Sáng mai thì không học được, sáng mai cô đi tiếp xúc được thi. Đến thứ bảy nhá. Thứ bảy không biết cô có phải lên trường không, trường thì nếu thứ bảy thì chúng ta sẽ học nhá. Quý đại để ý trên nhóm cô sẽ xếp lịch cho học. Cố lên. Hình cô phải đẩy trước bài, có những câu khó thì các em có thể làm, các em hỏi ngay cô. Nhớ chưa? Và bài hôm nay là cô chỉ hướng dẫn cho cô cho các em 16 cái câu mà hôm qua cô đẩy ấy. Cô bảo là từ câu tối tí nữa em hỏi cô cái bài ấy nhá. Hôm nọ trước thầy cho làm đề nhưng mà bài đấy cả lớp cả ai làm được. Ừ, không biết cô có làm được bài đấy không. Thế là tìm ra được chưa? Cái bài này được chưa? Bài này có hỏi gì nữa không? Bài này chỉ mắc đó là bài toán năng suất. Để ý là nó vượt năng suất là vượt 100% đấy nhá. Nhớ này, trên 100%. Chứ không lại lấy có 15% của x mà 20% của y. Tức là nó đang là làm giảm xuống đấy. Nếu các em chỉ lấy là 15% của x và 20% của y thì chúng ta đang làm giảm năng suất xuống. Còn đây là nó đang là tăng năng suất, là tức là phải lấy 100% cộng với cái 15% đấy. 100% cộng với 20%. Đấy là bài số 3. Xem là kiểm tra xem có bài nào năng suất nữa. Từ bài đấy đến bài số. Đúng rồi, bài năng suất thì bài năng suất của bài toán dùng chung công việc. Đây chúng ta thấy là. Rồi, như vậy là bài 3 chúng ta đã giải quyết xong. Bây giờ chúng ta sang bài toán số nào. Bài toán số, dạng bài toán số là bài chúng ta sẽ làm bài toán số 5 đầu tiên. Nhìn ra đây là x là bằng 300 này và y là bằng 500, cả hai cái này đều là số nguyên, số tự nhiên nên thỏa mãn tự nhiên khác không. Ta sang bài số 5. Nghe hỏi cô đấy là bài hình hay bài đại? Hình cô ạ. Em thì sợ hình thôi. Hình không thích à? Không phải không thích mà là sợ hình nó. Có mấy cái bài nó nghĩ nhanh lắm, còn mấy cái bài mãi chẳng nghĩ ra được cái gì. Trong thời gian nghỉ Covid này cố mà cài đi không đến lúc rồi lại trả co chân lên chả kịp đâu. Bài số 5 nào. Tìm hai số biết tổng của chúng là bằng 1006. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 2 và số dư là 124. Bài toán số. Tìm hai số. Người ta hỏi cái gì thì gọi cái đấy. Vậy thì gọi ở đây hai số mà người ta lại có số lớn và số bé. Chúng ta phải gọi đó là số, hai số lớn và số bé lần lượt là x và y, và điều kiện đây là nó phải thuộc số tự nhiên. Tổng của chúng là bằng 1006, nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 2 và dư. Như vậy đây nó là số tự nhiên rồi, nó không phải là số nguyên nữa. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ gọi này.
Đầu tiên là gọi gọi số lớn và số bé lần lượt là số lớn và số bé lần lượt là x, y với điều kiện là x, y thuộc n. X, y thuộc n rồi. Tiếp tục đi. Ở đây cái thứ hai này, người ta bảo là hai số có tổng là bằng 1006, thì vậy chúng ta sẽ có hai số có tổng 1006, nên là ta có phương trình x cộng y bằng 1006 này. Tiếp tục, nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 2, số lớn tức là x mà chia cho y và được thương là bằng 2, dư ở đây là dư 124, chúng ta nhớ cái chỗ này. Vậy thì bài toán này chúng ta sẽ có phương trình như thế nào? X sẽ bằng gì nào? Nếu lấy số lớn, chúng ta ghi cái đoạn đấy ra. Dư 124. Thì lúc này chúng ta sẽ có phương trình muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng với phần dư. Vậy là x sẽ bằng thương là 2 nhân với số chia là y cộng với phần dư là 124. Cái này là 1, cái này là 2. Để ý bài toán muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia và cộng với phần dư. Lúc này chúng ta từ 1 và 2 ta có phương trình. Ta có phương trình. Phương trình là x cộng y bằng 1006 này. X sẽ bằng x trừ 2y, chuyển lên đây đi. Trừ 2y bằng 124. Và phương trình đơn giản này ra, hệ phương trình đơn giản này ra thôi. Ôi. Ơi. Cái bài mình cái bài mà bài 8 ấy. Ừ. Nó ra phương trình a cộng b cộng c bằng 12 với lại a bằng 5. A cộng b bài 8 là ba cạnh của nó là, tí nó có giải. Là đi khó đấy. Và đấy cái hệ đấy hơi khó. Nếu so với các bạn bình thường là rất khó làm, nếu các em tìm ra được kết quả là 3, 4, 5 đấy. À đâu? 4, 5. Tính ba cạnh của một tam giác vuông A, à, biết chu vi tam giác là bằng 12. Biết là 3, 4, 5 rồi nhưng mà không biết cách giải như nào. Bài này tìm ra Chu Trà My, kết quả kết quả là x bằng 712, y bằng 294. X là bằng 712, y bằng 294. Rồi, số đẹp đấy. Các bạn có ra kết quả số đấy không? Đừng có bỏ đi chơi nhá, cố gắng nghe. Ừ. Như vậy là bài số 5 đã xong. Để ý nhá, bài toán này chỉ mấu chốt để ý ở cái chỗ này. Dư, vậy muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng với phần dư là xong, ra được cái phương trình. Đấy. Tiếp tục chúng ta sang bài toán số tiếp theo. Bài toán số tiếp theo là bài bao nhiêu đây? Nhìn kỹ xem bài toán số xem còn bài toán số nào nữa chúng ta làm tiếp. Như vậy bài 5 xong rồi này. Từ bài đấy cho đến 18. Bài bao nhiêu? 18 này. Bài 8 là bài diện tích. Bài hình học, còn bài 8 số cơ mà. Hết rồi đúng không?
Bài 15, bài 16. Rồi ok. Như vậy bây Bài giờ 10. bài bao nhiêu? À đúng rồi, bài 10 Bài đây. 10. À, bài 10 bài toán số đây này. Đấy, phải nhận ra được dạng bài toán. Suy nghĩ làm bài 10 trước. Bài 10, tìm một số có hai chữ số, nếu chia số đó cho tổng hai chữ số được thương là 6, nếu cộng tích hai chữ số với 25 thì được số nghịch đảo. Cô cho 5 phút cô hỏi cho là xem có biết cách làm không. Được số nghịch đảo. Nhớ là bài toán có hai chữ số. Mà bài toán này thuộc lại bài toán giải hệ. Ta sẽ gọi chữ số hàng chục đi là x và chữ số hàng đơn vị là y cho cô. Chữ số hàng chục là x, vì giờ chúng ta hãy cô xóa cái bài này đi này. Phân tích cái bài toán số này. Bài toán này liên quan đến số có hai chữ số, còn bài toán là bây giờ chúng ta giải đây thì lại bài toán liên quan đến số tự nhiên bình thường thôi, không liên quan gì đến quy định là cái số đấy có hai chữ số hay ba chữ số hay một chữ số. Nếu chữ số mà có hai chữ số thì chúng ta lại phải phân tích cái số có hai chữ số ra, ví dụ như là 15 thì bằng 10 cộng 5, vậy thì AB ở đây là bằng 10A cộng B. Chúng ta phải sử dụng cái quy tắc đấy để chúng ta làm cái bài toán quy định số có mấy chữ số. Vậy thì ở bài này chúng ta sẽ nghĩ tới bài toán có hai chữ số, giả sử đó là số 2, số này là x y đi. Đấy, chúng ta phải ký hiệu như thế này này. Gọi số có hai chữ số là x y đây ở trong L thôi. Nhưng ở bài toán này chúng ta sẽ gọi, vậy thì số hàng chục sẽ là x và số hàng đơn vị sẽ là y. Đấy là bước đầu tiên là gọi số hàng chục. Hàng chục là x và số hàng đơn vị x này là phải có điều kiện nhé, vì nó là số hàng chục nên nó có điều kiện gì thì nghĩ ra cho nào. Số hàng đơn vị là y. Đấy, phải nghĩ cái điều kiện của số hàng chục là gì và số hàng đơn vị là gì. Số hàng chục thì nó chỉ được phép từ 1 cho đến 9, còn số hàng đơn vị thì là tùy, chúng ta thấy có thể là không cũng được. Tiếp, bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp này. Nếu chia số đó, vậy khi số đó là số lúc này đây, nó chính là bằng 10x cộng y, đây là số đó khi được phân tích này. Nếu chia số đó cho tổng hai chữ số, tổng hai chữ số chia cho tổng hai chữ số, tổng hai chữ số tức là chia cho x cộng y, đây là hai chữ số của nó này. Đấy, phân tích đầu bài thì được thương, nhớ là được thương là 6. Đấy, được thương thì bằng 6. Đây là phần này để chúng ta nháp nhá. Đấy, được thương là 6. Thì đây chính là một cái phương trình của nó này. Vậy khi đi vào bài là nếu chia số đó cho tổng hai chữ số thì được thương là 6, nên ta có phương trình 10x cộng y chia cho x cộng y là bằng 6. Đấy là phương trình. Nếu cộng tích hai chữ số với 25, tích hai chữ số với 25 thì được số, đây không phải số nghịch đảo đâu mà chúng ta sửa lại cho cô là số đảo ngược. Số nghịch đảo thì nó sẽ là một phần thì nó hơi khó, số đảo ngược nhé. Đấy. Tiếp theo này. Nếu cộng tích hai chữ số thì ta sẽ lại nháp ra, lúc này sẽ là tích hai chữ số sẽ là x y này cộng với 25 thì được số đảo ngược. Số đảo ngược của cái số này thì sẽ là 10 y cộng x. Đấy, chúng ta phải ghi vào. Nếu cộng tích hai chữ số với 25 thì được số đảo ngược, chứ không phải số nghịch đảo nhé. Số đảo ngược thì ta có phương trình này.
tích của nó này cộng với 25 này thì bằng 10y cộng x. Bài toán này phải rút. Thế, biết lắm đấy. Chúng ta thử giải xem kết quả bao nhiêu. Rút là thế. Em thử giải cái hệ phương trình ra xem nào. Hệ phương trình của nó là rút cái nọ thế vào cái kia để chuyển về phương trình bậc 2 để giải cho nó dễ, chứ không chúng ta sẽ không làm được đâu. Ra chưa? Các em ra chưa? Ai ra rồi? Kết quả bằng 54. Còn ai ra nữa không? Có biết cách giải của cái phương trình này không? Bây giờ chỗ nào cho dễ nhìn nhỉ? Đây nhá. Cô xóa cái này. Chúng ta bắt đầu giải này. Lúc này chúng ta sẽ rút này. Từ cái phương trình 1 này chúng ta sẽ rút ra này. Là chúng ta được cái hệ, chúng ta ngoạch hệ ra nhá. Hoặc là chúng ta giải riêng dạng được này, 10x này cộng y thì bằng, quy đồng lên, nhân chéo lên, 6x cộng 6y. Như vậy là 10 trừ 6 còn lại 4x thì bằng 5y. Lúc này chúng ta tìm ra x bằng 5/4y. Đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này. Đấy, chúng ta nhớ là từ 1, từ 1 thì ta có này. Bây giờ là được 3. 3 thì thay vào đây. Thay vào 2. Thay 3 và 2 thì chúng ta sẽ có x ở đây. Chúng ta thay bằng 5/4y này. Mà nhân với y cộng với 25 bằng 10y. Cộng với x là 5/4y. Lúc này chúng ta sẽ tìm ra được cái phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 là 5/4 của y bình này. 10 mà cộng 5/4. 10 cộng 5/4 thì bằng 45 trừ đi 45/4y. Đây là chuyển vế từ anh này sang đây. Cộng với lại 25 bằng 0.
Và lúc này chúng ta sẽ giải cái phương trình này ra. Giải phương trình này ra chúng ta sẽ tìm ra được Y1. Y1 bằng 5 đúng không? Y1 bằng 5 và Y2 là bằng 4. Chúng ta sẽ thay ngược lại vào với cái chỗ này, thay vào 3 này này. Chúng ta sẽ tìm ra được, thay Y1 vào 3 thì chúng ta sẽ tìm ra được X1 này sẽ bằng 5/4 nhân Y là nhân 5 và đây là số lẻ, nó không phải là số, đây tính là bằng 25/4 loại. Nó không phải là số tự nhiên nên chúng ta loại. X2 là 5/4 nhân 4 và kết quả là bằng 5. Cái này là thỏa mãn. Như vậy chúng ta sẽ lấy Y là bằng 4 và X là bằng 5. X bằng 5 chúng ta gắn vào cái số mà chúng ta có. Đây số hàng chục, đây là X và số hàng đơn vị. Là kết quả là số đó sẽ là, số đó sẽ là 54. Đấy, chúng ta kiểm tra bài. Bài toán số 10 được rồi. Bây giờ sang bài toán chu vi và diện tích. Bài toán hình học đấy. Như vậy chúng ta đã giải được các bài rồi. Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 chúng ta giải rồi này. Đây là bài 8 luôn. Bây giờ đã đến bài 8. Các bạn một phát sang bài 8 các bạn ấy ngã ngay. Cứ từ từ. Bài 6 đây. Làm bài 6 trước đi. Các em cùng đọc để làm bài 6. Tất cả suy nghĩ để làm bài 6 nhé. Bài 6 là một sử dụng hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài. Đấy, bài toán có chiều rộng, chiều dài. Vậy gọi chiều rộng là X, chiều dài là Y. Và X, Y là lớn hơn không thôi. Chúng ta thấy là chiều dài, chiều rộng có thể lẻ được. Tính diện tích thửa ruộng, biết rằng nếu giảm chiều dài đi 2 lần và tăng chiều rộng lên 3 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi. Rồi, làm đi để cô chỉ cho trong vòng 4 phút, 3 phút thôi. 3 phút là nhanh, bài này bài dễ. Bài này gần giống với bài thi kỳ một chút. Và thi thử chứ. Còn lại ta chưa ra kết quả chưa? Bài số 6. Thắng ra được cái phương trình thứ nhất chưa? Em chưa ra hẳn tí. Phương trình thứ nhất cơ mà. Phương trình thứ nhất ra luôn được chứ. Em đang đến cái đoạn này rồi. Ừ.
Hiệp ơi, bài số 8 thì em thấy là x bình cộng y bình cộng z bình bằng 50, mà chúng ta thấy là theo Pythagore chúng ta gọi là cái cạnh huyền của nó là z đi, thì là có phải là x bình cộng y bình sẽ bằng z bình không? Hay cái z bình Vâng. ý là thay cái z bình vào phương trình dưới. Vâng, thì tìm ra được z rồi, còn cái x Em với y nữa. x bị y thôi, vậy thì sẽ tìm ra được z là bằng bao nhiêu? 4z bình, 4z Bằng 5. à, z bằng 5 đi. Z bằng 5 thì là x cộng y của nó là bằng 50 đúng không? À, x của y, x X cộng cộng y mà y trừ z là X bằng cộng y 40, bằng 7. bằng 45 chứ. Đúng. X cộng y sẽ bằng 45 trừ 5, Đâu? và còn này à bằng 50 trừ 5, à bằng 12 trừ 5 là bằng 7 đúng không? 12 chữ 5 bằng 7. À, 12 Vâng. trừ 5 7. Bây giờ em bình phương hai vế lên thì nó chật ra cái dưới. À ừ nhỉ. Được chưa? Vâng Phương trình đối vâng. xứng ra đấy. Vâng. Thắng ra chưa? Phương trình thứ nhất là gì? Phương trình thứ nhất của nó là một thử dụng hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng ngắn hơn chiều dài, gọi chiều rộng Em là nghĩ là cái bài này giải phương trình đúng không cô? Giải bằng hệ, em giải bằng được. phương trình. Em được mà, có thể giải bằng hệ phương trình, bằng phương trình được hết. Bài này giải thực chất à? Các em cứ đưa về hệ phương trình, sau đó các em lại tách ra để các em giải hệ phương trình được, nó kèm với cả hai mà. Điên này bị bật à? Được chưa? Chúng ta cứ ngoặc thành hệ phương trình, chúng ta giải phương trình như của cô vừa giờ, tách ra như thế này này. Bản chất của nó chính là hệ phương trình ấy, nhưng mà chúng ta cứ rút ra rút vào đặt vào cái hệ phương trình nó phức tạp hơn, thì chúng ta cứ tách ra hai cái một. Rút cái nọ thế và cái kia, nó chính là giải hệ phương trình mà, bằng phương pháp thế.